ra sớm một tí. Những bánh kẹo gì ngoài đó cho bữa mấy sau đi ra ăn rồi. Thank you.
lương sao nửa tiếng hồn chứ. Họ phải đọc kinh đã. Từ đó bên đó theo bên đạo hội mà. Không biết là theo người biết sao này. Phải đọc kinh chứ gì đánh. Đúng không? Dạ. Thế thì nó là bên 1 giờ đó cũng phải kinh đó. Yeah.
rồi. Dậy đó hả?